Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Lương Cán Bộ Công Chức. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin mức lương Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp xã hiện nay đến ngày 30 tháng 6 năm 2023. Để xác định được mức lương Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp xã, chúng tôi căn cứ pháp lý, căn cứ vào Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Căn cứ vào Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2012 về chế độ phụ cấp công vụ. Căn cứ vào Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Căn cứ và thông tư liên tịch số 03/2010 ngày 27 tháng 5 năm 2010 hướng dẫn Nghị định 92/2009/NĐ-CP. Căn cứ thông tư liên tịch số 11/2005 ngày 5 tháng 1 năm 2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực. Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 về sửa đổi bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Căn cứ vào Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 9 tháng 5 năm 2019 quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Sau đây chúng ta cùng qua bảng tính lương Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp xã. Đây là bảng tính lương cán bộ cấp xã mà chúng tôi đã xây dựng sẵn. Để xác định mức lương Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, chúng ta cần xác định thứ nhất là hệ số lương. Hệ số lương bậc 1 là 1,95. Lương cơ sở hiện nay là 1.490.000. Phụ cấp chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân là 0,2. Phần trăm công vụ là 25%, khu vực chúng tôi lấy bình quân là 0,2. Chúng ta sẽ ra được tổng lương là 4.302.000. Trong đó lương chính là 2.905.000. Phụ cấp chức vụ 298, phần trăm công vụ là 800, khu vực là 298. Sau khi trừ đi tiền bảo hiểm thì số tiền nhận được là 4.046.000. Đối với hệ số bậc 2 là 2,45 thì tổng lương sẽ là 5.233.000. Sau khi trừ đi tiền bảo hiểm thì số tiền nhận được sẽ là 4.917.000. Đây chính là số tiền lương mà Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp xã nhận được hiện nay đến ngày 30 tháng 6 năm 2023. Ngoài ra thì đối với cán bộ xã còn hưởng thêm các loại phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.